Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái video short từ cái video dài nhé. Bạn đã tạo cái video dài và sau đó bạn up lên YouTube rồi ấy, thì bây giờ bạn muốn làm những cái video short để nó chia nhỏ cái video dài đó ra để thu hút thêm người xem các thứ ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng Filmora 12 các bạn nhé. Ok, thực ra thì phần mềm edit nào bạn cũng làm được ấy. Việc mà làm cái video short này từ cái video dài ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn là kiểu thu hút thêm người xem. Thu hút thêm người xem bởi vì đối tượng người xem ở trên YouTube ấy thì sẽ có người thì thích xem video dài để được giải thích cặn kẽ chi tiết hơn. Còn có người thì lại thích xem những cái video ngắn ấy, khoảng tầm mười mấy 20 giây. Tức là người ta chỉ cần lướt lướt qua ấy, không cần phải xem video dài giải thích chi tiết. Đó, đấy là cái thứ nhất. Còn nếu mà các bạn muốn tự tạo ấy, tự tạo video short sau đó bạn edit từ đầu thì cũng được. Ok. Ở đây mình sẽ đi vào Filmora nhé. Ở đây ví dụ ở đây là Filmora của mình có một cái video. Đây ví dụ mình có một cái video dài như này, những thay đổi cần chú ý ở trong Filmora 12 chẳng hạn. Cái video này nó dài 14 phút. Ở đây trong đây mình đề cập đến khoảng 7 8 vấn đề ấy. Thì mỗi một cái vấn đề đó là mình có thể chia nó ra thành nhiều video nhỏ được. Đó, thì các bạn chú ý nhé, một video dài mà nói về nhiều vấn đề thì các bạn có thể tạo các cái video short thành nhiều vấn đề. Ví dụ ở đây là một cái mẫu thôi nhé. Đây. Bây giờ bạn muốn là xuất bản video một Đấy, đây là một cái video mẫu về tạo video có nền trong suốt. Đây là video short. Thì để mà tạo video short thì các bạn chú ý là video short nó sẽ có thời lượng là nhỏ hơn 60 giây nhé. Tức là từ 0 đến 60 giây. Tức là bạn cứ làm khoảng 5, 8, 5, 9 giây ok. Thế còn ngắn hơn cũng được. Đấy là một với hai nữa là cái tỷ lệ khung hình. Tỷ lệ khung hình của video short thì nó là dạng tỷ lệ dọc. Dọc thì nó có tỷ lệ là 9:16, 9:16 là giống như cái tỷ lệ quay video trên cái điện thoại này, hoặc là tỷ lệ 1:1 nhé. Tỷ lệ 1:1 là cái tỷ lệ video mà kiểu up lên Instagram ấy, 1:1 tức là tỷ lệ vuông. Thì bạn có thể hoàn toàn có thể tạo dự án là tỷ lệ 1:1 hoặc là tỷ lệ 9:16 để tùy bạn. Còn ở trong video này ví dụ mình có một cái video dài và nó là tỷ lệ 16:9. Tức là 16:9 thì nó sẽ toàn màn hình như này và mình muốn là kiểu người xem sẽ nhìn được nhiều hơn ấy. Nên ra mình sẽ tạo tỷ lệ là 1:1. Ok, bây giờ mình sẽ xóa cái dự án này đi chẳng hạn. Sau đó bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới từ đầu nhé để các bạn dễ theo dõi hơn. Trước tiên để tạo dự án trong Filmora 12 các bạn nhấn vào File, sau bạn chọn là New Project nhé. Ở đây nó sẽ cho mình là tỷ lệ này. Tỷ lệ 1:1 là Instagram này, 9:16 là Portrait này. Thì các bạn sẽ tạo tỷ lệ là Instagram, tỷ lệ 1:1 lưu. Ok, mình sẽ lưu cái dự án lại. Đó, thứ hai nữa là bạn sẽ phải đưa cái video dài của bạn vào trong phần mềm. Tức là bạn nếu mà bạn có trên YouTube thì bạn phải tải xuống. Hoặc khi bạn vừa edit xong ấy, thì bạn sẽ có trên máy tính của bạn. Bạn sẽ phải import nó vào, đưa nó vào. Ví dụ mình sẽ ấn vào import. Sau đó mình sẽ tìm cái video, ví dụ những thay đổi đúng không? Thay đổi cần chú ý trong Filmora 12. Mình nhấn vào đây, open. Ok, bây giờ mình sẽ có một cái video rồi. Bây giờ mình sẽ play. Đến cái vị trí mà mình cần phải cắt ra và phải đeo tai nghe vào đã. Tức là mình phải play đến cái vị trí mình cần cần để mình cắt ra làm video ngắn ấy. Ví dụ mình ấn đúp vào để mình play. Chào các bạn. Tiền. Ok, đoạn hello chào các bạn này, đoạn đầu tiên mình sẽ không ấy. Bây giờ mình sẽ đi kéo nó đi vào cái đoạn đầu tiên đúng không? Mô tả video. Đây, ví dụ từ đoạn này chẳng hạn. Ok, ví dụ mình sẽ tạo một cái dự án mới. Đây là mình sẽ tạo một cái dự án mới. Chỗ này là mình bắt đầu nói về việc là thay đổi thứ nhất. Thì bây giờ mình sẽ nhấn Y ở trên bàn phím của mình để đặt điểm vào cho cái video này. Cái thay đổi đầu tiên tức là cái bảng màu nhé các bạn nhé, để đổi màu của cái nền của video ấy. Đổi màu cái nền của video, bình thường video của bạn nó sẽ là màu đen này chẳng hạn, thì bạn muốn đổi nó sang các cái màu khác ấy. Thì bây giờ bạn không có không tìm thấy ở trong phần media này nữa nhé, mà bạn phải đi vào phần stock media. Trong cái stock media này ấy, thì nó có cái phần film stock này. Trong cái film stock này thì bạn có thể chọn vào đây. Sau đó nó sẽ ra cho bạn là các cái bảng màu, ví dụ solid color này, gradient color này. Đó, rồi là motion graphic rồi linh tinh ấy. Tức là bạn phải đi vào phần stock media, sau đó tìm ở trong phần film stock. Đó là cái thứ đó là cái thứ nhất. Thì đến đây là kết thúc cái video short của mình nhé. Thì mình sẽ dừng ở cái phần khi mà nói đến motion graphic nhé. Kiểu linh tinh ấy. Đó, linh tinh ấy. Đây. Bạn phải đi vào phần stock media, sau đó tìm ở trong phần film stock. Tìm ở trong phần film stock. Đến đây là kết thúc cái video short của mình. Bây giờ mình sẽ nhấn phím O ở trên bàn phím để đặt điểm ra cho video. Sau đó mình sẽ kéo cái video và mình nhấn vào cái này nhé. Nhấn vào cửa sổ preview này. Mình kéo video xuống timeline.
nhấn và kéo. Sau đó hiện ra một cái bảng, thì cái bảng này nhé, bạn nhớ là chọn cái này nhé, chọn Keep Project Setting nhé. Bởi vì cái dự án của bạn ấy thì bạn đã đặt cái tỷ lệ là 1:1 rồi, 1080 × 1080 rồi, thì bạn nhớ chọn vào đây Keep Project Setting, đừng chọn là Match to Media này nhé. Match to Media nó lại quay trở lại cái tỷ lệ kiểu full màn hình ấy. Ấn vào đây Keep Project Setting. Và tiếp theo là bạn có thể đổi lại cái frame rate, bởi vì cái frame rate tức là cái số cung bình trên giây của video này ấy, nó là 30, thì bạn ấn vào đây Change Aspect Ratio, bạn nhấn vào đây frame rate, bạn đổi thành 30. Thế là bạn đổi cho nó khớp với cái video của bạn ấy, chứ để nó đỡ bị mất frame. Sau đó nhấn OK. Bây giờ là bạn đã có một cái video rồi. OK, video này ấy, thì nó ở ngay chỗ giữa này, thì ở hai bên trên này nó có cái viền đen. Thì cái bình thường ấy thì mình để viền đen cũng được, nhưng mà mình thì thấy là thôi để cho nó có kiểu có cái hiệu ứng mờ nền nữa cho nó đẹp. Thì sau đó bây giờ mình sẽ thêm cho nó cái hiệu ứng mờ nền ở trên video này nhé. OK, bạn sẽ đi vào tiếp phần effect. Trong phần effect bạn chọn vào video effect nhé, video effect này, sau đó sẽ còn phần là background blur, thì bạn nhấn vào background blur. Bây giờ bạn có 1, 2, 3, 4 rất là nhiều cái này, bạn thích cái nào bạn tải về. Ví dụ bình thường mình hay dùng cái này slant blur này nhé, slant, bạn kéo, bạn thả xuống trên cái video. Khi bạn thả trên cái video ấy, nó sẽ hiện ra cái phần này này, phần mờ đây, hai phần biển đen này bây giờ nó sẽ trở thành mờ. Sau đó bạn sẽ kéo cho nó hết cái chiều dài của video. Đây là xong rồi. Cái thay đổi đầu tiên tức là xong có cái hiệu ứng mờ. Tiếp theo là mình muốn đưa cho nó một thêm một cái tiêu đề ở đây. Tiêu đề ở đây để cho người ta vừa xem ấy, người ta sẽ kiểu nhận ra dễ đây là cái video về cái vấn đề gì. Thì bây giờ mình sẽ thêm cho nó cái title. Thông thường ấy, để thêm title này thì các bạn nhấn vào title này. Sau các bạn chọn tiếp phần title này, sau bạn thêm một cái plain text. Plain text này tức là kiểu mấy cái chữ bình thường. Thì các bạn thích thì các bạn thêm vào, nhưng mà mình thì mình đã có tạo sẵn rồi. Tức là tạo sẵn ở cái phần custom rồi nhé. Title này mình có phần custom này. Đây mình có cái title cho những video short của mình ấy. Thì mình sẽ kéo cái này xuống, mình đặt ở đây, đặt ở trên timeline. Đó, OK, đây là cái title của mình. Và mình sẽ nhấn vào đây, và mình kéo lên trên này. Chào các bạn, đúng không? Và bây giờ mình sẽ format cái title này để cho nó giống cái title của video. Chỗ này là cái gọi là đổi màu nền của video. Mình kích đúp vào đây, mình sẽ gõ vào đổi màu nền video, đúng không? Nó hơi to một tí là 80, nếu bạn thích thì bạn có thể đổi nhỏ đi một tí, so 70 chẳng hạn. Sau đó là bạn muốn có một, mình có thêm một cái chữ nữa ở dưới này trong Filmora 12, thì bây giờ mình sẽ copy cái này đã. Bây giờ mình sẽ kéo cái này cho nó hết ra hết chiều dài của cái video nhé. Sau đó mình sẽ play, bởi vì trong cái này nhé, trong cái title này của mình nó có hiệu ứng, thì cái hiệu ứng chữ đấy mình sẽ phải điều chỉnh làm sao cho nó kiểu xuất hiện nhanh ấy, xuất hiện nhanh và biến mất cũng nhanh, chứ không thì mình kéo nó dài ra khoảng tầm ba mấy giây này nó sẽ xuất hiện rất là chậm, giống như này này. Để mình tắt video, tắt tiếng đi nhé. Đổi màu nền video đấy, nó xuất hiện rất là chậm. Thì các bạn có thể kích chuột phải vào đây, kích chuột phải vào cái hộp title, các bạn chọn Advanced Edit nhé, chọn Advanced Edit, sau bạn kéo cái thanh này, đây là cái thanh điều chỉnh tốc độ hiệu ứng, bạn có thể kéo ra đây. Đó. Đổi màu nền video, OK. Còn nếu như bạn thích đổi cái hiệu ứng animation khác thì bạn nhấn vào chỗ này nhé, sau bạn kích vào Apply. Đây là xong cái nền chữ thứ nhất. Cái màu này thì nó hơi bị màu xanh, nó hơi tối, mình sẽ đổi sang màu vàng. Mình sẽ chọn vào đây, sau đó mình sẽ chọn vào đây preset cái màu vàng. OK. Sau khi mình tạo cái chữ này rồi, bây giờ mình sẽ tạo tiếp một cái chữ nữa để tạo Filmora. Bây giờ mình sẽ copy cái này, kích chuột phải vào đây, chọn copy. Đó, mình sẽ dán nó ở trên cái track này. Bạn nhớ chọn một đầu track nhé, thì nó hiện ra cái màu xám xám này. Thì là bây giờ bạn dán thì nó sẽ hiện vào đấy. Bạn nhớ mình nhấn Ctrl V để mình dán nhé. OK. Đó, có một cái title nữa. Và bây giờ mình ấn vào cái chữ, mình kéo vào đây. Mình đặt vào đây là Filmora 12. Đó, kích vào OK. Như vậy là xong rồi. Đây là xong cái video short mà mình tạo từ một cái video dài. Video dài là tỷ lệ 16:9. Và bây giờ ra một cái video short tỷ lệ 1:1 này. Bật tiếng này cho các bạn nghe. Và cái bảng màu nhé các bạn nhé, để đổi màu cái nền của video ấy. Đổi màu cái nền của video. Rất là đơn giản đúng không? Việc cuối cùng là các bạn phải xuất bản video ra. Ở đây mình đã đăng nhập tài khoản của mình rồi nhé. Nếu các bạn là chưa có tài khoản Filmora ấy, thì các bạn nhớ tạo một tài khoản. Tạo tài khoản miễn phí. Hoặc là nếu như bạn muốn mua bản quyền để bạn xóa logo ấy, thì bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Phần mô tả của video ấy, mình có hỗ trợ mua bản quyền Filmora với mã giảm giá là 20%. OK, bạn nhấn vào Export. Và để xuất bản cái video short như này nhé, đầu tiên bạn đặt tên cho nó này, đổi màu nền, đúng không?
màu nền video mẫu. À, ok. Và tiếp theo là bạn nhấn vào setting nhé. Bạn nhớ nhấn vào setting để bạn chỉnh cho nó chuẩn. Setting trong cái này, mấy cái này bạn không cần chỉnh nhé. Ở cái phần bitrate mode này nhé, bạn nhớ chỉnh nhé. Bitrate mode nhấn vào đây, chọn là constant bitrate nhé. Constant tức là bitrate cố định. Bitrate cố định thì cái chất lượng video của bạn nó sẽ ổn định hơn. Sau bạn tăng cái bitrate này lên. Ở đây nó đang để là 5000, bạn nhớ tăng lên 20000 nhé. Bạn nhấn vào apply. Còn nếu như là bạn mà tạo ra nhiều video short như này ấy, thì bạn có thể lưu vào một cái gọi là mẫu để xuất bản, gọi là export preset. Bạn save as preset này. Cái này là mẫu video short. Đó. Và bạn nhấn vào save. Thì lần sau bạn không cần phải chọn một cái setting đó nữa, mà bạn chỉ việc là chọn một cái chỗ này thôi này, chỗ preset này. Bạn chọn là mẫu preset, mẫu video short. Ở đây thì nó sẽ đổi cái thông số cho bạn, tăng cái bitrate lên 20000. Sau đó bạn nhấn vào export là nó sẽ xuất ra một cái video short. Ok. Sau khi xuất ra video short thì up video, thì bây giờ mình sẽ chú ý với các bạn luôn là xem là up video short thì như nào. Mình up này nó rất là đơn giản thôi, thì các bạn cũng có thể làm theo chứ. Ok, đợi một tí. Ok, đây là sau khi nó xuất xong rồi, bạn nhấn vào đây nhé, open folder nhé, để bạn tìm. Bạn tìm cái này, đây ví dụ cái này là đổi màu nền nhé, đổi màu nền video mẫu. Bạn nhớ nó ở cái chỗ này nhé, Wondershare Filmora Output. Ok, thu nhỏ cái cửa sổ này lại. Sau đó bạn sẽ đi lên YouTube của bạn nhé. Ví dụ mình sẽ đi vào kênh YouTube của mình. Đây là cái kênh YouTube của mình nhé. Bạn nhấn vào nút dấu cộng này, Create này. Sau bạn chọn là Upload Video. Đó, Upload Video, sau đó bạn đăng lên. Mở cái thư mục, tức là mở cái thư mục mà chứa cái video đó ra, đổi màu nền video mẫu, đăng lên, kéo ở đây. Ở trong cái phần tiêu đề ấy, tiêu đề thì bạn nhớ viết tiêu đề theo cái mà bạn muốn nhé. Ví dụ ở đây là hướng dẫn đổi màu nền video trong Filmora chẳng hạn, mình sẽ viết ở đây trong Filmora 12. Sau bạn đánh dấu thăng nhé, đánh dấu thăng, gõ chữ short có S vào nhé, để nó đi vào cái video short, kệ short. Còn tất cả phần này bạn không cần ghi gì cả. Tại vì đăng video short thì bạn để đơn giản thôi, chả cần ghi mô tả gì cả. Cái mô tả này ấy là cái mô tả mặc định khi mà mình đăng video lên thôi. Hiện tại thì YouTube Short nó không cho bạn là chọn cái gọi là cái ảnh đại diện nhé. Đâm ra là thôi bạn kệ thôi. Trước đây nó cho bạn là chọn 1, 2, 3 cái ảnh đại diện mà nó kiểu tùy chỉnh từ cái video của bạn ấy. Nhưng mà bây giờ nó không cho bạn chọn thì thôi bạn kệ đấy thôi. Chắc là sắp tới thì có khi là YouTube nó sẽ cho bạn là kiểu chọn ảnh đại diện giống như là video dài luôn ấy. Nhưng mà tính năng đấy tính sau. Ở cái phần playlist thì bạn có thể tạo ra một cái playlist. Ví dụ mình có một cái playlist về Short đây nhé. Thì bạn sẽ nhấn vào đây Short. Đó, ok. Sau đó bạn ở dưới này bạn thích thì bạn thêm tag các thứ. Nhưng mà theo mình ấy thì không cần thiết đâu nhé. Tag bây giờ ở trên YouTube nó cũng không cần thiết. Trước đây thì tag quan trọng, bây giờ nó chả quan trọng gì cả. Sau bạn nhấn vào Next. Đó, sau bạn chọn là bật kiếm tiền hay không bật kiếm tiền. Các bạn chú ý là YouTube Short là từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 ấy, là sẽ được kiếm tiền từ quảng cáo nhé. Các bạn nếu mà các bạn đã đủ điều kiện kiếm tiền rồi ấy, các bạn nhớ bật lên On. On là bật. Ok. Sau bạn nhấn vào Next. Tiếp theo là bạn phải tức là bình chọn cái nội dung này có phù hợp với quảng cáo hay không. Thì tất cả những cái này bạn có thể check hết nhé. Check vào đây. Bạn ấn vào None of the above, tức là không bao giờ gồm các nội dung ở trên như kiểu từ ngữ, thô tục, các thứ ấy. Thì bạn nhấn vào đây. None of the above. Sau đó là ở đây YouTube nó rate này. Submit rating. Bạn thích bạn submit rating. Tức là tôi đồng ý với cái việc là kiểu bình chọn cho video của tôi là phù hợp với quảng cáo. Sau bạn nhấn vào Next. Ở phần cuối là phần thêm phụ đề. Phụ đề và màn hình kết thúc và các thì thôi các bạn không cần thêm nhé. Bởi vì là video YouTube Short nó rất là ngắn ấy, có cũng khoảng tầm mấy chục giây thôi ấy, thì bạn không thể thêm mấy cái màn hình kết thúc này vào được. Thế sau bạn nhấn vào Next. Ok, tức là nội dung về bản quyền, khiếu nại bản quyền không có phù hợp với quảng cáo. Sau bạn nhấn tiếp vào Next. Rồi bây giờ là bạn sẽ chọn là có hiển thị video hay không. Thông thường mình sẽ để ở cái chỗ này nhé, unlisted này. Sau đó là nó, sau khi nó xử lý xong các thứ ấy, thì mình sẽ vào trong đây mình, ví dụ bạn nhấn vào save nhé, để unlist. Còn nếu như bạn muốn public nó luôn ấy, tức là muốn hiển thị nó luôn ở trên kênh của bạn ấy, bạn nhấn vào public này. Hoặc là bạn có thể đặt thời gian, đặt thời gian khi nào hiển thị. Nhưng mà mình sẽ để ở unlist này nhé, ấn vào save này. Ok, đấy là up lên YouTube rồi. Đợi YouTube nó xử lý một tí, sau đó nó sẽ hiển thị ở trong này. Hiển thị
ở đây. Ok, đây là trong phần nội dung của mình đấy. Đây có mấy cái video short mình mới up lên này, có mấy bạn xem rồi đấy. Thế còn cái video này là video nó đang xử lý unlisted, đổi màu nền trong video Filmora 12. Tí nữa mình sẽ xóa cái này đi. Ok, đấy đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để tạo một cái video short hoặc là nhiều video short từ một cái video dài các bạn tạo ra với phần mềm Filmora 12, và cách các bạn up một cái video short lên trên kênh YouTube. Đơn giản đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn, trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.